Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Ê, cái này mà bạn ra đường giày nào cũng trên chục cụ. Cái này được tàn. Bỏ đây là tàn thì em không đồng ý mà. Là không tới đúng không? Không bạn tới 30 giây. Và Phương Thảo đã quay trở lại rồi đây. Và điểm đến tiếp theo trong clip ngày hôm nay thật sự là một địa điểm không thể thiếu được trong series này. Đó chính là Gaming House của đội tuyển đương kim vô địch đấu trường danh vọng mùa đông 2020, San Francisco. Và bây giờ thì hãy cùng xem là ai là người đón tiếp chúng ta ngày hôm nay nhé. Có ai ở nhà không nhờ? Alo. Hello. Chào chị. Hôm nay chị đến hành thế này em à? Ừ. Hello mọi người. Mọi người like vâng, ngày hôm nay sẽ đón tiếp series và khán giả để vào thăm Gaming House của Sài Gòn Phan Tô. Ok? Dạ em mời vô nha. Vừa vào nhà đã thấy nguyên một tủ giày rất to. Xịn không? Nhiều giày không? Đây là giày của cả dạ, đúng luôn, rồi cả team luôn. Giày nào cũng trên chục củ. Ủa nhưng mà hôm nay thì là mọi người đi đâu hết rồi? Có mỗi em nhà hay sao? Hay mọi người đang ngủ hay? Dạ mọi người ngủ hết rồi chị. Okay. Thì hôm nay thì Vân sẽ dẫn bọn mình đi tham quan Gaming House của Sài Gòn Phan Tô. Yeah. Đó, bước vào đây mọi người ơi, đây là một căn penthouse rất là ấm cúng, vừa rộng này gọi là đẹp. Đây là cái góc mà bình thường thi đấu mua từ nhà thì là mọi người ngồi đây để đánh. Dạ đúng rồi. Khu đây là phòng khách thì đây là khu vực bọn em hay chen team này. Rồi lúc trước có đánh giải, giải đó là giải offline. Đúng không? Offline thì bọn em hay ngồi đây đặt. Giới thiệu với mọi người đây là gian bếp. Gian bếp này thì ôi nhưng mà chị thấy là cái bàn ăn này có mỗi 5 cái ghế hình như là không đủ mọi người ngồi hay sao ta? Dạ đúng rồi. Đây em thì ăn thì nói chung là chưa lúc nào là đủ hết mọi thành viên để mà ngồi ăn cùng nhau hết. Dạ đúng rồi. Nói chung là bữa thì 4 người, bữa 5 người. Dạ đúng rồi. Còn đây, là kiểu nơi trưng bày rất nhiều thứ. Các bạn fan có lẽ là sẽ rất thích này, đưa bưng giới thiệu. Đây là thiệu nói chung là các danh hiệu của team em thì đây là Firsting Kill, là cái chiến công đầu của giải chung kết. Còn đây là vô địch chung kết sẽ nhận được cái này. Winter 2020 là giải mùa đông năm ngoái này. Dạ đúng rồi. Là cả 5 người, mỗi người nhận được một cái khiên mini này. Dạ đúng rồi. Còn đây là nút bạc của em. Nút bạc của riêng Lai Bưng luôn. Còn đây là danh hiệu theo em nghĩ là quý giá nhất tại MVP của nguyên một mùa giải. Ừ. Đây là của riêng em đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, đấy, nói chung là đây là gọi là bảng truyền thống của Gaming House ở Gaming House của Sài Gòn Phan Tôm. Đối diện đằng này, đây là khu vực stream của anh em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Mọi người chưa biết thì đây là khu vực livestream của mình. Đây là bàn của em luôn gì? Đây đúng rồi, đây là bàn của em luôn. Em giới thiệu luôn cái máy móc. Máy móc à? Cái máy móc thì nói chung là trị giá cũng không có bao nhiêu, thì chỉ có vài tỷ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực gọi là phòng sinh hoạt, phòng ngủ phòng ngủ của các anh em là ở trong này. Một phòng thì sẽ một phòng này thì có hai người ngủ, là có em với lại thằng để sóc vào SGB để em sẽ stream máy này. Đây, còn đây là phòng ngủ của em không? Này cái phòng này là tôi thấy là có view là rất là view. Ok la nha mọi người. View đây này. View này là ra đâu đây? Đây mọi người. View này. View này là ra biển được luôn á chị. Chị nhìn ra biển. Nhìn thấy xa xa là ra được biển luôn. Rất là thoáng mát, đẹp. Rồi trong này là có giường tủ và máy tính để stream một khu vực khác. Còn bây giờ thì chắc lên lầu chị nha. Ok. Lên lầu. Phòng ngủ của anh Năm với lại Đầu Đỏ. Anh Năm với Red. Đây là phòng ngủ của NTB. Còn phòng này thì bé Lạc đang đi ngủ. Nên em phải kêu bé Lạc dậy thôi. Dậy bạn ơi. Dậy. Ngủ gì của bạn? Ngủ gì của bạn? Dậy. Bé Lạc đang đi ngủ. Đây là phòng của Lạc. Dạ đây. Phòng này cũng khá là rộng, nói chung là giống phòng của Bưng ở dưới. Thôi kệ, cho ngủ đi. Cho Lạc ngủ đi. Ok, như vậy là mình cũng đã tham
quan gọi là thuộc kha khá sở hữu của sương 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 gaming house của thành phố Phan Tôm rồi. Rồi mình xuống để tham gia thử thách nhá. Dạ ok. Sẵn sàng không? Em sẵn sàng. Rồi thử thách này có tên là thử thách cay đắng em ạ. Tại vì là nói chung là hạnh phúc được sinh ra từ cay đắng mà em. Nên là ở thử thách này thì em sẽ phải nếm trải một là vị cay hay là vị đắng. Bình thường em có ăn được cay không? Dạ cũng sương sương. Sương sương. Thế còn đắng? Ăn dạ chưa bao giờ. Trong này người ta gọi là khổ qua đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Có thể chọn một trong hai hoặc là em có thể ăn cả hai. Tại vì hai tập trước thì cả hai nhân vật đều ăn cả hai luôn mà. Một. Đó. Được. Em sẽ ăn cả hai. Ok. Được. Ok. À, thì em sẽ cắn thử một miếng đó chưa? Đừng to quá không để sốc. Hơi bé đấy. Hơi bé hả? Nó hơi to hay sao chị? Bốc tôm mà gồng ghê vậy. Bốc tôm mà em gồng. Em có bao giờ bốc tôm trên mạng à? À. Em nhớ rồi, đó là ngày 8 tháng 3. Có phải không ta? Em không nhớ nhưng mà có một cái tấm hình mà em chụp với sức bốc tôm cho người yêu ăn. Thì nói chung là đúng rồi, đúng rồi. Nhưng bốc tôm mà gồng ghê vậy thì nói chung là em thì được gưng nhiều. Chỗ nào cũng có gưng hết nên em không có gồng nhưng mà nó tự có gưng á. Tự gưng. Dạ vâng. Câu này thì vẫn cứ chưa cay đắng lắm. Nó đáng yêu, yêu. Toàn câu hỏi đáng yêu thôi. Em uống miếng nước cho nó đỡ đáng yêu được không vậy? Kêu cái gì? Em cảm thấy đủ cay rồi nhưng mà vẫn chưa đủ đắng. Nên em sẽ làm một tí đắng. Cái mướp này á, nhìn thì có vẻ là đắng, nhưng mà nó đắng. Là một tí ớt này. Khổ quá. Đắng cay. Phải. Ui. Kỹ năng cá nhân của Bân đỉnh nhất đấu trường danh vọng. Nhưng ở SGB, Bân không phát triển được. Qua ghê câu. Cái câu này thì em cũng không hiểu lắm. Nhưng mà team em đang ở top 1. Điều đấy là quan trọng là top 1 đúng không? Được. Top 1 rồi còn. Top 1 rồi. Làm gì có top nào nữa. Làm gì còn top nào cao hơn nữa. Vậy nói chung tóm lại là em thấy là tất sau những cái tất cả comment này thì em chị vẫn cảm nhận được một điều là em muốn khẳng định là em ở Sài Gòn Phan Tôm đến thời điểm này nói chung là vẫn là một quyết định rất đúng đắn trong sự nghiệp của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nếu mà nói về không đúng đắn thì cũng không đúng. Bởi vì em được sương sương có cái danh hiệu MVP thần đường thế giới rồi. Cũng sương sương. Thì bây giờ và tương lai thì team em sẽ cố gắng hơn nữa. Thì mục tiêu mà team em đang đặt ra thì cái mục tiêu mà cao nhất á thì sẽ là cái SEA Games. Tụi em đang muốn cùng team cố gắng lấy nốt cái huy hiệu SEA Games lần này. Sẽ là cái huy hiệu cuối cùng mà team em còn thiếu. Vì vậy nói với em cái đó là một cái thứ gì đó em sẽ cố gắng hết mình để đạt được nó. Rồi như vậy là thử thách cay đắng của Bân đã kết thúc. Cảm ơn em vì đã hoàn thành thử thách này một cách gọi là rất là có tâm, nhiệt tình. Dạ. Đấy. Và chắc chắn là sau thử thách này thì các khán giả cũng phần nào hiểu Bân hơn. Ok, chung là thời lượng của chương trình thì vẫn còn em ạ. Chị chưa thể đi về được. Thế bây giờ bọn mình nói chung là cái tòa nhà này nó cũng khá là hiện đại mọi người ạ. Nó có cả bể bơi rồi là sân chơi ở bên dưới. Thì bây giờ có lẽ chúng mình xuống dưới chơi một cái gì đấy nó hoạt động ngoài trời một tí. Cho nó ấy nhỉ, cho nó vui nhỉ. Có em chơi với chị thôi hả? Thích cũng được hả chị? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách gọi là thử thách hay là bị tạt nước. Luật chơi của chúng ta như sau. Trước mặt của mỗi người đều có một tập bài. Mỗi con bài sẽ có một câu hỏi hoặc một yêu cầu hoặc một thử thách nào đó. Và các bạn có thể lựa chọn: một là thực hiện yêu cầu đó, hai là chấp nhận bị đối thủ tạt nước vào mặt mình. Bắt đầu. Được là người yêu cũ một lần đó thì phải chọn. Làm người yêu cũ một đồng đội thì phải cho ai ạ? À? Chọn anh JDF đi. Tại thì, sao? Chơi nhây nhây với anh JDF nhiều nhất. Ý là không chơi thân với anh JDF thôi à? Ừ, đại khái là chơi thân thôi. Quấn lấy vệ sinh quanh mặt và dạ mặt ngoài. Ok. Đây tát luôn cho. Này khỏi đọc hết còn này nè. Em chưa chuẩn bị gì luôn á. Câu trả lời thì không thể trả lời được nó. Rồi. Phục thù nó em, phục thù nó em.
Bốt đi em. Gọi điện thoại cho người yêu bố mẹ tuyên bố nghỉ chơi game. Đó. Câu này quá dễ. Làm được không? Mày làm được không? Mày làm được không? Thôi chấp mày. Mày đi. Là mày chịu đúng không? Ừ, chấp mà. Nghe. Rồi đi. Mày đổ nước không hiểu một tí nào luôn hả? Ừ, mày chấp mà. Chấp mà. Nếu được đổi một người SGB với Flash bạn thật ai, mình đổi lại bông lấy ADC. Về ADC giàu. ADC giàu. Lại bông nghèo à? Lại bông cũng giàu, cũng giàu nhưng mà thấy ADC giàu hơn. Mình đấy là đấy là theo quan điểm của em thấy ADC giàu hơn. Ai là thành viên giỏi nhất và tệ nhất của team? Giỏi nhất và tệ nhất của team à? Giỏi nhất thì chắc là anh JDF rồi. Giỏi nhất. Ừ đúng rồi chị. Giỏi nhất đi về là anh JDF thì tệ nhất cũng là anh JDF luôn. À, anh JDF giỏi về mặt bú win và tệ thì kiểu vẫn là bú win. Cái giỏi nhất cũng là cái tệ nhất. Dạ đúng rồi, đó. Nhưng mà ví dụ nhá, câu hỏi đấy nhưng mà em là người trong team á, em không đồng ý. Ờ không đúng, em không đúng, không đúng, không đúng là em. Không, được đúng không? Cái câu hỏi này. Đó là em là tà thì em không đồng ý mà. Cõng bạn chơi nhảy lò cò quanh sân. Mày cõng được ai? Tao cõng được mày, tao cõng được mày, tao cõng được mày. Trời ơi. Rồi. Mày cõng tao. Rồi đúng nha. Á. Chịu thua. Vậy nhá. Ui sướng kìa, ui ui mát. Mát chưa, quá. Chưa hơi nóng. Để bạn chơi ngồi chơi lưng và chống đẩy. Từ từ để em tính. Gãy lưng á em. Không em tính tỷ lệ đã. Em bao nhiêu cân? Lạc lạc 70 cân. Em 70 cân. 70 cân. Chống đẩy. Bưng bao nhiêu cân? Em có 55 cân. Đắp, vẫn chấp, vẫn chấp. Không sao, chị nghĩ đây là một quyết định đúng đắn. Vẫn chấp nhé. Chơi mà tài vô mắt. Để bạn chơi vẽ lên mặt. Này vẽ. Này dễ. Vẽ không? Vẽ. Vẽ đi, không cho ta? Em một cái thỏi son để em vẽ lên mặt. À, em vẽ bao nhiêu cũng được à? Ừ, em vẽ cái gì cũng được. Nhưng mà vì là em dính nước rồi, có vẽ lên nữa là không dính đâu. Từ từ, đây, vẽ cho cu te luôn. Ê. Đây, đây, đây. Vẽ đi. Đây, đây, vẽ cho cu te nha. Vẽ từ từ nha, nhiều, vẽ. Không, muốn vẽ bao nhiêu cũng được mà. Thì vẽ kiểu nó cho, nó nhìn cho nó cu te ấy bạn. Đấy, cái này mà bạn ra đường. Trai. Đẹp, đẹp, con đẹp. Trai đẹp, xỉu đẹp, hết. Đẹp, đẹp. Bạn kìa. Tự liếm mũi của mình. Rồi. Không biết mũi dài tới không ta. Là không tới đúng không? Không tới. Không tới, tới được không? Rồi không tới được không? Hai mũi cao quá. Rồi. Ác dễ sợ. Lần cuối cùng bạn tè vậy là khi nào? Này trả lời thật đúng không? Ừ. Là trong phòng vệ sinh. Tè bậy mà. Trong phòng vệ sinh là có phải bậy đâu. Nhưng mà không có tè bậy. Không, không, không chấp nhận, không chấp nhận. Ừ. Tè bậy okay. Là người ta tè trong trường hay là gì mà. Okay. Này nhá. Không tè bậy. Đấy. Em thấy không? Son chị không trôi luôn. Ui son tốt quá, son này. Đấy nha, cho nó hết nước ấy mà. Sướng chưa? Bạn ghét thói xấu nào của đồng đội nhất? Là không có thói xấu á. Không có chị. Ui. Dạ thua rồi. Hoặc thì không biết. Từ từ, từ từ, suy nghĩ tí đã. Ừ, đồng đội nào cũng được mà. Chẳng lẽ trong mắt em mọi người đều hoàn hảo đến mức thế à? Thua rồi, câu giờ nữa. Nam, anh Nam đi, ta anh Nam đi. Anh Nam đi. Thì thói xấu của anh Nam là game mà nó chơi đi quá mất á, anh em sẽ hay lèm bèm. Lèm bèm. Nhưng mà em trong team em không thể năm có. Ê, em phá không. Coi biết tiếng không? Không. Em có bằng chứng anh năm lại... lèm bèm không? Em có bằng chứng anh năm lèm bèm không? Câu trả lời là anh năm nói nhiều. Nói nhiều phải là tới. Nó không phải tật xấu, nó nhiều phải tật xấu. Nhưng mà công nhận chị công nhận là anh năm nói nhiều thật. Nhưng mà nói nhiều không phải tật xấu. Thôi vậy. Thì chỉ đơn giản là một thôi, mình không thích thôi. Hôn bạn chơi 30 giây. Hôn bạn chơi 30 giây. Em hôn được. Em chắc chắn không? Em hôn được. Em hôn được. Em hôn được. Em hôn được. Là thua đúng không? Là sao? Thế nhưng mà em hôn được không? Thử thách của em là em hôn được không? Mà bạn chơi không chấp nhận là ai thắng? Em thắng. Chị tuyên bố em thắng luôn. Là sao? Bây giờ nó không dám chấp nhận thử thách. Đây là thử thách của em. Em dám làm nhưng nó không đồng ý làm thì bây giờ em phải chấp nhận là cho nó hôn thì em mới có cơ hội thắng. Còn bây giờ em từ chối thì nhưng mà nó vẫn hoàn thành thử thách.
đúng không? Chắc mày thắng luôn. Ok. Thế sao? Này đúng không? Chắc thắng luôn. Thôi. Hả? Không biết thôi mày đau đầu hết rồi. Để tắm. Đồ của bao người nó tốt rồi. Tôi nghĩ là tên bố trò chơi đến đây là đã quá đủ rồi. Và Lạc chính là người chiến thắng. Là em là được bắn súng đúng không? Thôi. Trước khi cầm cái súng này em hỏi một câu là bây giờ trong tất cả các trò game có thằng nào mà kiểu với lại ngoài chiến trường mẹ một thằng cầm súng bắn mà thằng kia không có quyền chạy không chị? Không có đúng không? Ừ. Thì đấy em không được ra. Lái ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu eSports đỉnh cao